Rồi, xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay là cũng đầu xuân năm mới của Tết Tây, thì mình cũng có đi qua núi chùa Chỗ Thới, gọi là khu di tích lịch sử ở Dĩ An của mình. Đây là đường vào khu di tích lịch sử núi Chỗ Thới ha cả nhà ha. Mời cả nhà mình cùng với mình đi lên núi Chỗ Thới để viếng bà và cầu nguyện cầu an cho gia đình có một năm luôn dồi dào sức khỏe và mạnh khỏe ha. Đây là lên núi chùa Chỗ Thới nè. Thì hôm nay là ngày đầu xuân 11 thì tất cả các hình thì rất là đông luôn. Ấn qua xe thì giờ mình sẽ chuẩn bị để gửi xe để mình đi lên cái đường bộ á cả nhà ha. Mình đi vậy nó thành tâm hơn á, quá đông luôn. Đó, giờ mình sẽ đi gửi xe. Rồi giờ tiếp tục ha cả nhà ha. Thì một đầu xuân năm mới rồi, mình cũng kính chúc tất cả các anh chị và cô bác ở gần xa một năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe ha. Còn đây là đường lên đỉnh núi chùa Chỗ Thới ha cả nhà. Đây là đường đi bộ đi lên những cái bậc tam cấp để lên viếng bà, rồi mình cùng nhau là hái lộc đầu xuân vào đầu năm mới ha. Quá đông luôn cả nhà ơi. Thì đây là những cái bậc tam cấp để mình đi lên núi chùa Chỗ Thới ha cả nhà. Thì hai bên ha bắn quà lưu niệm là để cho tất cả các thành hương mà khi mà đi lên núi chùa Chỗ Thới để viếng bà, rồi mình cũng sẽ hái lộc đầu xuân vào đầu năm mới ha. Thì đường lên núi chùa Chỗ Thới có hai cổng ha cả nhà. Cổng thứ nhất là mình đi bộ đường tam cấp, còn cổng thứ hai nữa là đường xe cơ giới lên ha. Thì đây em cũng quay cận cảnh cho cả nhà mình xem ha. Đây là đường đi bộ lên núi đó ha, những bậc tam cấp ha cả nhà. Quá đông cả nhà ơi. Thì hôm nay đầu xuân năm mới đấy, thì tất cả cô chú anh chị phương xa cũng trở về núi chùa Chỗ Thới để viếng bà, để hái lộc đầu năm nè. Thì đường núi quanh co thì hôm nay thì cả nhà mình cũng thấy là sẽ có hai bên cái hàng rào trắng ha, để bảo vệ những du khách đi lên đó cả nhà ha. Rất là an toàn ha. Đó thì em cũng quay cận cảnh cho tất cả cô chú anh chị xem vào ngày đầu năm mùng 1 Tết. Thì tất cả du khách đang chở lên cái đường núi để viếng bà và hái lộc đầu năm mà cả nhà. Quá đông luôn. Đó, em cũng quay cận cảnh cho cả nhà mình xem luôn ha. Quá đông luôn cả nhà. Dòng người đang trở về để viếng bà tại núi Chỗ Thới ha. Thì khi mà tất cả cô chú anh chị và cô bác khi mà lên tới chùa Chỗ Thới mà đi đường bộ, thì trước khi lên tới cổng tam quan, vào cổng tam quan để viếng bà, thì cô chú anh chị sẽ thấy được là một cục đá ông tà ha, gọi là một cái cục đá linh thiêng, giữ cửa chùa rất là linh thiêng luôn cả nhà ha.
hàng ngàn năm qua rồi. Thì khi mà đến đây thì mọi người, tất cả của chú anh chị đều dừng chân lại là thắp nhang cúng bái ha. Đây em cũng quay cận cảnh cục đá ông tà trấn giữ cửa chùa ha, rất là linh thiêng, luôn đi vào lịch sử cả nhà ha. Cũng là một cái cục đá linh thiêng nhất giữ cửa chùa khi mà lên đỉnh núi chùa Châu Thới, ngay cổng tam quan lên núi Châu Thới luôn ha cả nhà ha. Giờ mời cả nhà tiếp theo cùng mình để đi lên giếng bà và thắp hương lễ Phật rồi hái lộc đầu năm ha. Chúc tất cả cô chú anh chị có một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe bên gia đình và người thân yêu của mình. Ở đông luôn cả nhà ơi. Còn đây là em đang quay vị trí đường xuống núi, là cô chú anh chị đã giếng bà xong, hái lộc xong rồi cũng đi xuống cái đường núi luôn nè cả nhà. Quá đông luôn. Đây cũng là một cái ngọn núi linh thiêng nhất và cũng là cao nhất ha cả nhà ha. Còn đây là mình lên chuẩn bị tới cổng tam quan chùa Châu Thới ha cả nhà ha. Quá đông, giờ đang tắt đường cả nhà. Còn đây là đường xe cơ giới lên ha, nó có tới hai ngõ lần ha. Ngõ nãy là mình đi bộ đi lên cái đường núi bằng bậc tam cấp, còn đường này là đường xe cơ giới cả nhà. Còn đây là hiện tại mình đang đứng trước cổng tam quan trên núi chùa Châu Thới cả nhà. Đó. Giờ quá đông luôn cả nhà ơi. Giờ em cũng xin mời tất cả cô chú anh chị và cô bác ở gần xa và phương xa cùng em vào cổng tam quan để viếng bà cho một cái năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe và như ý. Làm những công việc luôn luôn được thành đạt thành công ha. Quá đông rồi cả nhà ơi. Giờ em đã vào tới cổng tam quan ha. Vì hiện tại bây giờ đang tắt xe. Quá đông rồi. Giờ hiện tại xe cơ giới lên rất là đông luôn ha. Còn những xe 4 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ, 24 chỗ rất là nhiều luôn ha cả nhà. Đó. Thì trước tiên mình vào phía bên trong cổng tam quan thì tất cả cô chú anh chị sẽ thấy văn thù Bồ Tát ha, cởi nguyên con dao trắng ha, và một tượng của Đức Mẹ Quán Thế Bồ Tát đang đứng kế bên văn thù Bồ Tát ha. Quá đông luôn. Còn đây là mẹ Quán Thế Bồ Tát đang đứng ngay cây bồ đề ha cả nhà ha. Thì bây giờ khách thập phương cô chú anh chị đang tiến vào để bái mẹ Quán Thế Bồ Tát, cầu mong cho gia đình mình luôn được bình an trong cái đầu năm mới ha. Quá đông luôn cả nhà. Đó. Còn đây là hình tượng Thái tử Tất Đạt Đa đang cởi một cái con ngựa trắng đi ra cổng thành đó cả nhà. Về hiện tại bây giờ ha, du khách
rất là đông luôn, rồi Phật tử thập phương, khắp nơi trở về và viếng bà trên đỉnh núi Châu Thới, quá đông luôn cả nhà ơi. Giờ khói hương đang nghi ngút ha, xe thì bây giờ đang tắt nha. Còn đây là nơi thờ cũng Đức Mẹ Quán Bồ Tát đang ngồi. Thì phía bên trong có một cái đại hồng chung rất là lớn luôn để xua đuổi tà ma. Khi mà tiếng đại hồng chung vang lên thì tà ma gần xa đều hoảng sợ hết cả nhà ha. Vậy hiện tại bên trong thì khói hương đang nghi ngút luôn cả nhà. Thì em cũng tiến lên nơi mà thờ Mẹ Quán Thế Bồ Tát, có quyền một cái đại hồng chung rất là lớn, em quay cho cả nhà mình xem luôn ha. Lại là quyền cái đại hồng chung đó cả nhà, rất là lớn luôn để xua đuổi tà ma ha. Du khách thì cũng đứng đây để ngắm những phong cảnh từ ở trên núi ngó xuống, rất là đẹp luôn, một cái cảnh rất là đẹp luôn, hùng vĩ luôn cả nhà. Đây nè, tổng thể là độ cao 98m ha cả nhà ha, bao quanh luôn. Còn đây là đi ngay trên đỉnh, khi mà cô chú anh chị ở dưới đỉnh nhìn lên á thì thấy được hai tượng, là một tượng Bồ Tát rất là cao, rất là lớn, bên trái bên phải, một bên đó là Bồ Tát và một bên là Đại Thế Chí Bồ Tát ha, quá đông luôn cả nhà. Đây là một bức tượng cao nhất, khi mà ở dưới đỉnh mình nhìn lên đó, đây là tượng Đức Mẹ Quán Bồ Tát đang đứng ha. Quá đông luôn rồi cả nhà ơi, giờ tắt đường xe. Còn trên chùa thì nhà chùa đang sửa tượng cả nhà ha, đang vẽ lại tượng của Đức Bổn Sư nè. Cả nhà thấy không, bao quát rất là giờ rất là đông luôn. Thì khi mà lên tới đỉnh núi thì cô chú anh chị cũng thấy bao bọc những cái thành tường bằng những cái con rồng khổng lồ luôn cả nhà, quá lớn luôn. Đây là một cái tượng của Đức Mẹ Quán Bồ Tát á, rất là cao uy nghi á cả nhà. Quán chim phóng sanh. Còn khi mà mình bước vô phía bên trong nữa thì sẽ có nơi trang thờ của Tam Thế Phật, rất là lớn, rất là bự, bao quanh những cái con rồng rất là lớn luôn cả nhà. Hôm nay là tất cả du khách rồi Phật tử thập phương đều trở về núi Châu Thới trong ngày mùng 1 Tết để cầu an cầu phước cho gia đình của mình, rất là đông luôn. Ta thậm chí là bây giờ là rất là kẹt xe luôn cả nhà, kẹt xe luôn. Video nếu mà có hơi dài thì cô chú anh chị cũng thông cảm ha.
giờ là tới là tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát rất là cao luôn. Giờ xe giờ gửi hết trong đây luôn cả nhà. Quá trời đông luôn. Đó, còn đây là Đại Thế Chí Bồ Tát cả nhà ha, rất là cao luôn, khi mà mình ở dưới núi mình thấy đó. Còn tiếp theo là sự tích của Thái tử khi mà Thái tử ngộ đạo xuất thành đi tu ha, rồi cắt tóc với cả nhà. Đây là lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa ha, xuất thành để cắt tóc đi tu với cả nhà. Ngài từ bỏ cung điện vàng ngọc, bỏ vợ bỏ con để cắt tóc đi tu để cứu độ chúng sanh đó cả nhà. Quá đông luôn. Còn đây là nơi thờ của Đức Phật và Di Lặc cả nhà. Còn có miếu thổ thần, thổ địa nữa, sơn thần luôn cả nhà. Bắt đầu thấy không? Rất là đông luôn ha. Còn đây là Đức Mẹ Quán Bồ Tát trước chánh điện ở cả nhà. Thì bây giờ là đi bên đường của trước á cả nhà. Còn đây là nơi thờ Quan Thánh Đế Quân ha cả nhà ha. Quá giờ tất cả Phật tử khắp nơi đổ về càng ngày càng đông trên núi chùa Châu Thới cả nhà. Bây giờ hiện tại bây giờ là cái ở trên núi tắt đường luôn, quá đông người luôn. Bây giờ em mời cô chú anh chị đi ra nơi chính điện của Linh Sơn Thánh Mẫu ha, mà phải đi từ từ tất cả cô chú anh chị. Bây giờ đường thì quá đông luôn, đường thì giờ đang tắc quá đông luôn cả nhà. Em phải alo cho anh em đưa chân nha. Đó, giờ đường phải đi nhích nhích từ từ cả nhà. Thì cô chú anh chị mà khi mà thắp hương phía ngoài sông thì bây giờ là mình đi lên nơi chính điện của Linh Sơn Thánh Mẫu ha, nơi mà linh thiêng nhất. Đó, đây là đường lên nơi chính điện của Linh Sơn Thánh Mẫu cả nhà. Quá đông luôn. Đi đâu mới sẹt.
Nhưng mà đặc biệt ở trên đây là có khỉ hoang dã ha cả nhà ha. Rồi đây là điện thờ của Linh Sơn Thánh Mẫu ha cả nhà. Đây là nơi mà điện thờ của Linh Sơn Thánh Mẫu ha. Thì em cũng sẽ bước vào và em quay cận cảnh cho tất cả của chú anh chị xem luôn. Quá đông luôn ha cả nhà ha. Ở đây là điện thờ của mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu. Thì hôm nay ngày Tết thì nhà chùa cũng sửa lại cái giường lâm tình đi tất cả của chú anh chị ha, làm lại cho đẹp cho mới cả nhà. Đây là giường lâm tình ni nè. Năm nay sửa lại đẹp quá. Quá đông luôn cả nhà, trên điện thờ của Đức Mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu quá, quá đông luôn. Ê, đây là khỉ hoang dã nè. Thì bây giờ mình cũng vừa lên giếng mẹ xong thì giờ mình cũng sẽ đi xuống hai cả nhà ha. Bên đường lên bên đường xuống hai cả nhà ha. Lên giếng mẹ. Còn đây là cổng chính vào chính điện ha cả nhà, nhưng mà giờ là phía bên trong chính điện không cho quay ha cả nhà, cũng thông cảm ha, anh chỉ quay phía bên ngoài thôi. Còn đây là quầy cùng bán quà lưu niệm ha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng trước cổng tham quan của chùa ha, thì mỗi giờ mỗi khách đều đông ha cả nhà ha, quá đông luôn. Thì hiện tại bây giờ lại tắt đường nữa cả nhà, quá đông luôn. Đây là lên chính điện của Linh Sơn Thánh Mẫu cả nhà. Giờ mọi đường lên đều rất là đông luôn. Quá đông luôn. Cũng đầu xuân năm mới, em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị có một năm mới cùng gia đình, người thân của mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trong công việc của mình ha. Thì em cũng sẽ kết thúc cái video vào ngày mùng 1 Tết, Tết Tây năm 2024 của mình tại núi chùa Châu Thới. Rồi video em cũng sẽ khép lại đây. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và năm mới luôn luôn nhiều dạng sức khỏe ha. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị cái video tiếp theo của em.
Thank you.